chào mọi người nha. Mình là Quyết Bonito Quyết Bonito đấy. Hôm nay mình đang đi với anh Nhật mọi người. Đây là video đang trên kênh của anh Nhật Nguyễn Vlog mọi người nha. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Nhật Nguyễn Vlog cùng với Quyết Bonito sẽ đi một vòng ở thủ đô Luanda các bạn ạ. Thì hôm nay đưa Quyết đi mua cái xe đạp phải. Đấy, mua hôm cái nay xe đạp. Mình có nhờ anh Nhật là thôi bảo hai anh em rảnh rỗi đi chơi một vòng thủ đô cho nó đỡ nhớ thủ đô, có thể là tiện chúng ta sẽ tìm xem là trên thủ đô này ở đâu bán xe đạp rồi chúng ta sẽ đi mua xe đạp xuống từ đó để dùng nha mọi người nha. Ê, bây giờ là anh em vừa đi trên đường đến chỗ này có một chỗ mình nghi ngờ là có bán xe đạp, thì bây giờ chúng ta đi vào xem mọi người nhé. Chị đi ra đường thì vì cái mic nó bị lỗi chỗ cái keyboard này các bạn này, nên là không nói được, thì cái âm thanh nó hơi kém một chút, mong các bạn thông cảm nha. Thì lấy hình ảnh là âm thanh cũng được. Âm thanh nhạc. Okay. ok. Đây là ven đô ấy mọi người. Đây hai anh em sẽ đi mua xe đạp các bạn ạ. Thì ở đây là cái vùng thuộc gần như ngoại ô của thủ đô Luanda rồi. Đấy. Âm thanh thì có thể là hơi nhỏ một chút, các bạn thông cảm nhá. Vì Nhật cũng có mic thu âm nhưng mà do là cái ghi bồ nó bị hơi loằng ngoằng một chút các bạn ạ. Đây là một cái cửa hàng xe máy và xe đạp các bạn nhá. Đấy. Đấy. Thế này. Mình xem có xe đạp hay không? Đấy, thử vào xem coi có xe đạp không các bạn nhá. Đây không có xe máy mọi người, xe máy. Đấy, chỉ có xe máy không? Không có xe đạp, chỉ có xe máy thôi, chỉ có một xe máy này. Đấy, Loja này. Các bạn thông cảm một chút vì họ không cho quay nên là hai anh em chị quay trộm thôi các bạn ạ. Anh em chị quay trộm được một chút hình ảnh cho các bạn nhé. Xe máy này là xe máy của Ấn Độ. Xe máy này mấy trăm đây? 500, 600. Vâng, các bạn ạ, cái này Nhật và Quyết Bonito vào một cái cửa hàng. Nhưng mà cửa hàng này không có xe đạp các bạn nhé. Vào trong thì mới biết là họ chỉ có bán xe máy không thôi. Và có một cái vấn đề rất khó ở bên này là các cái video mà đi quay như thế là họ không cho. Đấy. Nên là muốn quay các cái cuộc sống đời thường mà anh em đi giao lưu cũng như là đi mua bán nó rất là khó khăn các bạn ạ. Đấy. Đôi khi bị nếu mà đi quay ngoài đường này mà dân chẳng quay người ta đâu, mà dân người ta phản ứng, tức là người ta sợ quay người ta đấy, người ta quay ra phản ứng, người ta nói, người ta tạo nên một cái vấn đề rất lớn cho mình đấy mọi người. Đúng nên là khi mà đi trước khi đi vào trong một quán nào thì chúng ta phải hỏi là có được phép quay phim hay không đó, thì bắt đầu là chúng ta mới được quay nhé mọi người nhé. Thế cho nên là trong những khán giả những cái video mà quay thì mọi người để ý là khi nào mà quay được là anh em sẽ cố gắng quay cho mọi người xem là phong cảnh mua bán ở trên này như thế nào nhé mọi người nhé. Bây giờ anh em bọn mình là tiếp tục đi tìm xem là nhìn ở xung quanh xem nó có chỗ nào bán xe đạp hay không. Đấy, bởi vì là tìm trên này cũng rất khó mà. Bây giờ mình ngồi trên xe mình cũng phải nhìn hai bên xem là có xe đạp thì mình mới vào mua được nha mọi người nhá. Đấy, bây giờ chúng ta lại đi tiếp tục đi nhá. Rồi. Như vậy là hai anh em đi một vòng mới lên phố rồi các bạn ạ. Đấy. Nhưng bây giờ đi lên trung tâm thành phố rồi. Vẫn chưa nhìn thấy xe đạp đâu nha mọi người nha. Đấy, ở bên này nó có một cái khó khăn là các cái cửa hàng. Từ bất kỳ một cửa hàng gì đi mua rất là khó khăn các bạn. Nói chung là bên này muốn mua ô tô dễ hơn mọi người, muốn mua ô tô dễ hơn là xe đạp nha mọi người nha. Mỗi tội là chẳng có tiền để mua ô tô đâu. Bây giờ là hai anh em từ dưới kia là khu vực ngoại ô bây giờ đi lên hẳn trung tâm rồi tìm ngoáo cả mắt đi nhìn ra hai bên đường mà chả thấy xe đạp chứ gì đâu. Bây giờ mình tiếp tục mình phải tập trung để mình nhìn ra đường mọi người. Đây cho các bạn nhìn cái đường phố Angola ở trung tâm thành phố các bạn nhá.
Đấy, các con đường ở trung tâm, trong trung tâm này cũng rất là đẹp các bạn ạ. Nhưng mà người ta dùng đi ô tô rất là nhiều các bạn ạ. Đấy. Hai bên đường là chị hầu hết là ô tô các bạn nhé. Đấy. Đây các bạn nhá, có gặp một anh bạn đi đường này. Rồi cho anh ấy lên xe và chở anh ấy đi đấy cái lôi ra bán xe đạp luôn các bạn ạ. Amigo, todo bien? Obrigado. À. Obrigado, ya muy obrigado. Tức là anh bạn này okay. Anh bạn này đi đường mọi người, thế là mình dừng xe để hỏi, thế là anh rất là nhiệt tình nha mọi người, nhiệt tình anh lên trên xe để anh dẫn mình đi luôn nha mọi người nha. Đấy. Mọi người thấy là nếu như mà gặp những người đi đường ở trên này thì mình hỏi thì những người thực tế người ta rất là nhiệt tình mọi người ạ. Đấy là mình đang nói như thế để loại trừ những trường hợp mà không may gặp phải cướp bóc nha mọi người nhé. Đúng rồi. sợ nhất là cái món đó. Đúng rồi, còn bình thường người dân người ta cũng rất là nhiệt tình. Vì dân ở đây nói thật sự dân gốc thì cũng rất là lành. Đúng rồi, dân gốc thì lành. Chỉ có một số dân họ đặc biệt là dân Congo sang ấy. Dân Congo sang thì nó liên quan đến cướp bóc hơi nhiều. Thì anh em có người dẫn đường rồi các bạn này. Đấy. Đây khung cảnh đây là vào trong cái trung tâm thành phố các bạn nhé. Ở khu vực này không biết anh em đang còn ngó nghiêng ngó ngả để xem có chỗ bán xe đạp hay không này. Sao? Mercado de São Paulo. Mercado de São Paulo é aqui. São Paulo é aqui. Đây là cái chợ São Paulo, là một cái chợ lớn nhất của thủ đô Luanda các bạn nhé. Ở đây có một cái dạy của người Việt ta đúng không? Ở đây có một cái khu chợ của người Việt mà gọi là chợ Đồng Xuân đây này. Chợ Đồng Xuân của Việt Nam đấy. Đây, các bạn thấy lượng người lưu lại rất là nhiều, đi lại rất là nhiều, buôn bán. Buôn bán rất là nhiều các bạn ạ. Aqui é um sítio onde vende as coisas mais barato, tá vendo, né? Barato, barato é aqui. Tudo coisa você compra aqui. Aqui também vende certo. Vende, aqui vende tudo. Ok. Đây là chợ São Paulo thì ông ấy nói là mua tất cả các đồ đây, ở đây thì nó sẽ rẻ hơn ở những cái chợ khác các bạn ạ. Tudo passa total. Vamos pegar coisa para encostar a viatura. Có những người bán hàng rong họ đưa ra tận đường họ bán như thế này những khi tắc đường các bạn này. Hiện tại là anh em mình đã đến chợ São Paulo rồi mọi người ạ. Đi một vòng để tìm mua xe đạp đến chợ São Paulo này. Cái tiếng là chợ Đồng Xuân của Việt Nam mình đấy. Nhưng mà bây giờ người Việt Nam mình ở đây không nhiều như mọi người nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm xe ở chợ São Paulo mọi người nhé. Ok. Aonde? Aonde? Ok, ok. Đây, như vậy là hai anh em đến chợ São Paulo và đi một vòng các bạn ạ. Cái này một số hình ảnh nhà sự để không được đẹp các bạn nhé. Nói chung là chợ búa ở trên này rất là lộn nhộn mọi người nhá, lộn nhộn lắm. Đấy, chợ búa ở đây nó hơi phức tạp nên là anh em cũng đi rất là cẩn thận. Và sợ nhất là ở đây là cái cướp bóc với nữa cái dân bạn đi họ làm khó mình các bạn ạ. Đấy.
anh em chị để máy quay giấu giấu một chút. Đây anh em đã đến một cái cửa hàng xe đạp trẻ con đấy các bạn ạ. Đấy. Ở đây vấn đề mua bán thì nó rất khó khăn các bạn nhỉ. Anh em cũng đi cũng khá dài rồi mà chưa tìm ra được cửa hàng. Đây. Ở đây cũng có một cái cửa hàng luôn nhưng mà rất ít xe. Xe của trẻ con. Đây là hầu như xe trẻ con thôi. Chỉ có bán xe trẻ con thôi các bạn ạ. Đồ đạc cũng rất là nhiều. Đấy. Các cái hàng quán bán rất nhiều các đồ vật vặt các bạn ạ. Đấy, toàn là đồ trẻ con, xe đạp trẻ con thôi. Đây, đây cũng có xe đạp các bạn ạ. Nhưng mà cũng toàn xe đạp trẻ con thôi. Đây anh em đang còn hỏi xe đạp các bạn nhé. Đây là cửa hàng của người Ả Rập hay là Bồ Đào Nha gì đó. À, anh dẫn đi xem xe đạp người lớn không ạ? À rồi. Đây tức là họ có một cái lô ra xe đạp người lớn ở chỗ khác các bạn ạ. Đây. Không biết là có ai không người này đang dẫn đi. À. Dẫn về chỗ lúc nãy mà. Dễ là dẫn về chỗ khi nãy có một cái xe đấy. Nhật rất muốn hỏi các cái mặt hàng tìm hiểu cho các bạn biết nhưng mà vì cái lý do là người dân ở đây họ không cho là không cho quay các bạn ạ. Lại dẫn lại cửa hàng khi nãy rồi, lúc này rồi các bạn ơi. Đấy. Là những cái xe đạp của trẻ con nhé. Đúng là vẫn vẫn được rác về cái chỗ vẫn lại chỗ okay. chỗ cũ. Đây là gì? À tá bỏng. Đây sẽ như anh bạn ấy dẫn đường để mua các bạn ạ. À, Siradu China. Thế thì quanh quanh lại chúng ta lại về chỗ Siradu lại gần gần chỗ chúng ta hơn nhiều. À, ta bỏ. Muốn tôi bari cả đồ mà núi á. Đấy. Đúng đi chơi sang đi chỗ này của Trung Quốc thôi. À. Như vậy là bây giờ anh em sẽ quay về thành phố của Trung Quốc các bạn nha. Siradu China. Đấy. Thì anh bạn ấy lại đánh ngược về lại gần nhà mình. Như vậy là được sự hướng dẫn của một người bán đồ các bạn ạ. Thì anh em sẽ về Siradu China. Đấy. Để hỏi và mua các bạn nha. Ở bên ngoài đây. Nói chung là đi mua xe đạp bên này khó khăn lắm mọi người. Đi mua ô tô dễ hơn nhá. Thật mua ô tô đúng dễ hơn thật.
Vì cái xe đạp ở bên này họ cũng rất là ít là đi các bạn ạ. Họ rất ít đi xe đạp. Vâng, như vậy là hai anh em đi một vòng trong chợ Sam Paulo xong các bạn ạ. Thì đi tìm cái xe đạp công nhận là khó hơn là đi mua ô tô đấy. Có lắm, không mua được xe đạp, mọi người không tìm được mua xe đạp nhé. Nói chung ở bên này mua xe đạp vất vả. Bây giờ anh em tính đường bây giờ cũng muộn rồi, không biết là có đủ thời gian để đi sang bên Sida đường China hay không. Chia đường China là cùng với đường về ta luôn mà. Cùng với đường về đúng không? Nhưng mà bây giờ là ta phải về ăn cơm trưa chứ. Thế xong đến lúc ấy chứ. Thế cũng được. Đi bây giờ được 1 tiếng không? Bây giờ về đấy 1 tiếng không? Về đấy có lẽ phải 1 tiếng đấy. Vì nếu tới khoảng mấy giờ là quyết về giới tích? Tầm 1 giờ. Một giờ thì đi ra bên xe, bắt xe đấy được về. À mà bắt xe về à? Một giờ bắt xe về. Chỗ bên Vienna ấy. Bến Vienna. Bến ở chỗ bên Yên Tĩnh ấy. Được rồi, ok. Thế thì ta ăn cơm xong rồi ta đi sớm tí nữa là ta chỉ ra đường thì anh đưa ra bến xe luôn. Bây giờ là tình hình là anh em phải đi về ăn cơm trước, mọi người đi về ăn cơm trước. Thế xong rồi đến lúc trên đường về anh Nhật sẽ cùng mình đi mua xe đạp ở trong Sina đường China nha mọi người nhé. Đấy thì vì tính chất công việc của Quyết ở giấy tình nữa thì xin anh chị sẽ có một ngày thứ hai thôi đấy, cái trận với thứ bảy chủ nhật thì lên thành phố chơi. Thì rất cảm ơn Quyết đã đồng hành với Nhật và đã ghé thăm để giao lưu. Và nói thật sự là cũng không giấu giếm thì các bạn, nên là bạn Quyết thì có nhiều cái để giúp đỡ mình rất là nhiều đấy, đặc biệt là cũng muốn vừa giao lưu anh em bên này vừa cùng giúp đỡ kéo cái kênh của Nhật lên. Cũng rất vô tư chứ không có mình thì không ngại đấy. Nói thật sự tính của Nhật thì không bao giờ giấu giốt hay gì cả đấy. Không biết cái mặc dù mình thì lớn tuổi hơn nhưng mà không biết cái vấn đề gì là mình luôn luôn nói, nhưng mình không bao giờ giấu cái gì hết đấy. Nói chung là anh làm kênh cũng lâu rồi nhưng mà kênh của anh nó phát triển cũng hơi chậm. Thì nhân tiện hôm nay trên này thì anh em giao lưu để mong làm sao để mọi người cùng qua anh Nhật thì ủng hộ anh Nhật cho mọi người nhé. Thì nhân cái video đi mua xe đạp hôm nay thì anh em mình cũng quay cho mọi người xem là cảnh thành phố ở đây mua bán như thế nào, và cũng quay một chút cái chợ Sao Paulo mà nổi tiếng là chợ Đồng Xuân của Việt Nam ở bên này qua như thế nào. Mặc dù nó chưa hết chợ Sao Paulo đâu mọi người ạ, nhưng nó có một phần như thế là mọi người tưởng tượng ra là cái chợ Sao Paulo thì nó cũng sẽ rộng như nào. Đấy chỉ là một phần nhỏ của chợ Sao Paulo thôi nhé mọi người nhé. Nhưng mà do cái tính chất về xã hội và cái phức tạp ở trên này ấy, thì anh em mình sẽ quay qua một cách lướt nhanh thôi, bởi vì nó rất là nhiều vấn đề người dân không thích đấy, người ta không thích. Chứ mình những cái gì mà làm được thì hai anh em mình đã làm và quay cho mọi người xem như thế. Còn chắc là cái video này thì không mua được xe đạp, nhưng mà anh Nhật sẽ đưa mình đi đến Sida de China mua xe đạp. Thì mua được hay không thì lúc đấy mình cũng chưa biết được, vì là chưa chắc ở đấy đã có đâu. Nhưng anh em mình cũng sẽ đến. Còn video hôm nay chắc là sẽ kết thúc ở đây nhé mọi người nhé. Rồi cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh Hai Quy Vlog Cuộc Sống Châu Phi, và mọi người cũng qua ủng hộ kênh anh Nhật nhé. Còn những khán giả mà đang ủng hộ kênh Nhật đi mà chưa biết Hai Quy Vlog thì có trên mạng tìm Hai Quy Vlog nhé mọi người nhé. Hai Quy Vlog Cuộc Sống Châu Phi đấy. Vâng, thì chương trình video hôm nay đến đây xin kết thúc và tạm biệt các bạn nhé. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ hai anh em trong cái video này, và xin hẹn gặp lại các bạn video thứ hai là chúng ta đi mua xe tiếp. Còn thành công hay không thì cũng không biết được nhá. Okay, thành công. Vâng, xin chào mọi người nhá.